trả ơn. Hả? Muốn đi nữa hả? Em không biết. Nhà em nha. Không cho. Không cho, không cho anh qua hả? Anh giận em rồi. Qua thiệt quá. Cho qua rồi hả? Có thật không vậy? Cục cưng đáng yêu, thương nè, dễ thương quá. Anh có ngửi thấy mùi gì khó chịu không? Gửi tặng cô. Có. Cái mùi khó chịu từ chỗ này nè. Đá nè. Gì vậy? Lì quá. Gì vậy? Hả? Cho dù cô ở thiên đường nhưng nhớ dõi theo em nha. Bà cô bảo mẫu mất vô tai nạn đó. Tội quá ha. Trước khi chết đi anh rất muốn làm thật nhiều việc với em. Em cũng vậy. Đi thôi. Đi thôi. Mấy cái đứa ranh kia thiệt là hết nó nổi mà. Thiệt là tình. Tôi cũng không rõ chuyện đó lắm. Tụi nó nói cái gì đó về cô bảo mẫu mất là do tai nạn. Hình như là cô bảo mẫu sống gần đây thì phải đó. Tôi nghe vậy. Hả? Chuyện đó hả? Không biết, tự nhiên thấy tò mò thôi. Ừ. Nè, cái cô đó có đeo tập về có phải không? Không có gì. Lại nữa hả? Tôi chỉ sửa lại cho gọn gàng thôi mà. Đừng tới. Tránh ra. Cảm ơn anh. Huh?
Thật sự không hiểu nổi mà. Cô ơi, cảm ơn cô vì tất cả. Cô ơi, cảm ơn cô vì tất cả. Cho dù cô ở thiên đường, nhưng mà nhớ dõi theo. Giết nó đi. Là tôi đi, tôi sẽ qua nhà cậu đó. Có gì đó lạ lắm, tôi không hiểu tại sao nữa. Vui quá đi. Cho nè. Em thấy thích không? Nè. Anh không giỡn vậy đâu nha. Anh giỡn ngay của đi. Tránh ra. Nè, tụi mày, đó là nơi yên nghỉ của người mất đó. Hả? Tụi này thì sao nào? Đây là công viên của tôi không chứa linh hồn ma quỷ nào hết. Đúng vậy đó, bọn tôi làm gì thì kệ chứ. Tụi mày nhất định sẽ bị nguyền rủa đó. Nói linh tinh. Tôi đã sửa lại bình qua rồi. Nguyền rủa tụi nó đi. Nguyền rủa tụi nó đi. Coi ổng kìa. Bực quá. Đi về thôi. Tôi chỉ sắp xếp chỗ qua đó mà thôi à. Không. Đúng vậy, nguyền rủa tôi nói là đúng. Cảm ơn gì những bông hoa tại sao tiệc nướng ngoài trời. Không có kết nối mạng. Nè anh Kotaro, còn khoảng bao lâu nữa thì tới? Chắc tầm 30 phút nữa thôi. Hồi nãy bị kẹt xe đó. Vậy hả? Nhưng mà cũng sắp tới rồi. Mà nói gì thì nói, anh có vẻ thích hoạt động ngoài trời ha. Em không ngờ anh chuẩn bị nguyên bộ dụng cụ đồ nướng hoành tráng vậy luôn đó. Ừ, sở thích của anh đó. À, có tin nhắn nè. Là thư rác thôi à, không phải của Chie. Có vẻ Chie không đến rồi. Ba ngày nay không có liên lạc gì hết. Hôm trước em có rủ đi ăn đồ nướng với anh Kotaro, cậu ấy có nói sẽ đi mà. Chị E thích anh Kotaro lắm đó. À. Nhưng mà em thấy có lỗi với chị E, vì em cảm thấy rất vui khi một đứa vừa mập lại xấu như em được đi chơi với anh, mà lại chỉ có hai người nữa. Akio dễ thương mà. Không dám đâu, em mập lắm đó. Đây là cửa tiệm cuối cùng rồi, chắc chúng ta nên dừng lại đây một chút. Em có muốn mua gì thêm không? Vậy mua nước giúp em nha.
Gì vậy? Thiệt tình, chỉ toàn tưởng tượng thôi. Cái thùng cái thùng toàn rau thôi mà, có gì đâu. Em tỉnh rồi à? Xin lỗi anh nha. Khi nãy em nằm mơ lạ lắm, rất lạ. Em cứ nằm nghỉ thêm một chút nữa đi. Em lau nước miếng đi kìa. Dạ. Có chuyện gì vậy? Dạ không có gì hết. Ờ à, vậy hả? Cải bắp, cà rốt, củ hành trắng, nấm, nước sốt dành cho đồ nướng, thịt của Aiko. Thịt của Chi ít mỡ nên không ngon. Lần này thì hy vọng nhiều là sẽ có một bữa ngon tuyệt, ướp thịt với chanh. Đây là nước uống anh mua cho em nè, là nước cam đó. Hãy